Kem thân mến, ở các cái tiết học trước thì thầy đã hướng dẫn Kem học lý thuyết này, giải những bài tập cơ bản và bài tập nâng cao về chủ đề liên kết hóa học. Thế từ cái video này thì thầy hướng dẫn Kem giải những cái bài tập thuộc chuyên đề này được lấy từ đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng và trung học phổ thông quốc gia của những cái năm trước. Thế việc làm này nó có ý nghĩa gì? Trước hết là thầy dành cho hai đối tượng học sinh, chủ yếu là các em lớp 10 và lớp 12. Với những em lớp 10 đấy thì đã giúp em vững vàng hơn kiến thức của cái chương này, và thứ hai nó giúp cho em có một cái nhìn xem là vậy thì đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng nó thuộc cái chủ đề liên kết hóa học này nó có mức độ khó dễ đến đâu, để qua đó các em định hướng được là mình sẽ phải học đến cái mức độ nào để chuẩn bị cho kỳ thi. Còn đối với em lớp 12 thì thầy giúp cho các em ôn tập lại nhé. Bằng cách này thầy không phải chỉ cung cấp cho các em lời giải mà thầy còn phân tích giảng giải về những cái kiến thức liên quan, mà rất có thể là sau 2 năm thì các em đã phần nào quên đi nó ít nhiều rồi nhé. Cho thầy nhắc lại, đối với em lớp 12 thì không phải chỉ lấy đây làm lời giải mà còn là cơ hội để cho em ôn lại những cái kiến thức cũ. Ta đi vào cái vấn đề thứ nhất, đấy là liên kết ion. Bài số 1 này cho giá trị độ ôm điện của các nguyên tố fluor, oxy, carbon, hydro, natri. Hỏi hợp chất nào sau đây là hợp chất ion? Thế liên kết ion là cái gì? Chúng ta có nhiều liên kết hóa học, trong đó có liên kết ion. Thế thì để các nguyên tử nó gắn kết với nhau tạo thành phân tử thì nó phải liên kết. Một trong cách đó là liên kết ion, tức là nguyên tử này hoặc nhóm nguyên tử này mất bớt electron trở thành hàm lượng dương, nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử kia nhận được electron trở thành hạt mang điện âm, và hạt mang điện dương và hạt mang điện âm sẽ hút nhau bằng một cái lực tương tác tĩnh điện, thế là tạo thành liên kết hóa học ở dạng ion nhé. Để nhắc lại này, liên kết ion là cái liên kết hóa học được hình thành do đâu? Do lực tương tác tĩnh điện giữa một hạt mang điện dương và một hạt mang điện âm. Đó. Thế tại sao chúng lại mang điện dương, mang điện âm? Thì cơ sở là các nguyên tử nó luôn có xu hướng đạt đến cấu hình electron là 8 electron ở nước ngoài cùng. Cho nên nó có thể nhường hoặc nhận electron nhé. Cũng có điều này nữa, để phân biệt giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị, tức là giữa khả năng nhường nhận electron và khả năng góp chung electron đó, thì chúng ta có cái khái niệm về hiệu độ ôm điện, ký hiệu là delta cấp 3. Đối với cái liên kết hóa học giữa nguyên tố A và nguyên tố B nào đó thì hiệu độ ôm điện sẽ bằng độ ôm điện của nguyên tố A trừ đi độ ôm điện của nguyên tố B, giả sử là cấp 3A lớn hơn cấp 3B. A nếu như con số này lớn hơn 1,7 thì ta dẫn đến kết luận rằng là liên kết giữa A B là liên kết ion, ngược lại nhỏ hơn 1,7 thì đó là liên kết cộng hóa trị. Và nhân đây thì cũng lưu ý là một số tài liệu khác nhau thì đưa ra cái mốc là 1,77 nhá. Ta trở về với cái câu số 1. Như vậy để biết rằng trong các hợp chất này hợp chất nào là liên kết ion thì ta đi tính hiệu độ ôm điện. Ta có này, trường hợp A với natri fluorua thì nó có hiệu độ ôm điện delta cấp 3 của nó sẽ bằng gì? Độ ôm điện của nguyên tố có cấp 3 lớn hơn, tức là ở đây là fluor trừ đi độ ôm điện của natri thì bằng 3,98 trừ đi 0,93. Như vậy em sẽ được kết quả là 3,05. Rõ ràng nó lớn hơn 1,7 nhiều rồi, đúng không? Như vậy thì cái liên kết hóa học trong natri fluorua chính là liên kết ion. Thế những trường hợp còn lại thì sao? Em có thể tự kiểm tra và nhận thấy nó không thỏa mãn cái điều này, tức là nó nhỏ hơn 1,7, ví dụ như kiểu của carbon và hydro chẳng hạn nhé. Xét 4 này thì hiệu độ ôm điện của nó là độ ôm điện của carbon trừ đi độ ôm điện của hydro. Độ ôm điện của carbon là 2,55,
chứ độ điện của hydro là 2,2. Rõ ràng ta dễ nhận thấy con số này hiển nhiên là nhỏ hơn 1,7 rồi. Vậy đây là liên kết cộng hóa trị nhé, các trường hợp C và D cũng thế. Bài số 2, nguyên tử của nguyên tố X thì có cấu hình electron là 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b6 và 4s1. Trong khi đó thì nguyên tố Y có cấu hình electron là 1s2, 2s2 và 2p5. Hỏi liên kết hóa học giữa nguyên tử X và Y thuộc loại liên kết nào? Thế từ cấu hình của X thì em suy ra này, X sẽ thuộc chu kỳ thứ 4 và nhóm 1a. Do đâu? Do có nó có 4 electron ở lớp ngoài cùng, à xin lỗi, 4 lớp electron đây này. Có 4 lớp electron có nghĩa là chu kỳ 4. À, lớp ngoài cùng là lớp thứ 4 này, có một electron và rơi vào phân lớp S nên có một electron thì nó là nhóm 1. Electron đó rơi vào phân lớp S thì nó là một, nó phải là A nhé, tức là 1a. Thế còn Y, em nhìn vào cấu hình electron của Y này, 1s2, 2s2, 2p5. Vậy nó có hai lớp electron thì nó thuộc chu kỳ 2 nhé. À, với 5 electron nó ngoài cùng có nghĩa là nó thuộc, à, xin lỗi là ở đây là với 7 electron ngoài cùng thì nó thuộc nhóm 7 này. À, và electron ngoài cùng rơi vào phân lớp gì? P, vậy thì nó phải là 7a. Đấy. Nhớ rằng electron ngoài cùng rơi vào phân lớp S hoặc P thì nó sẽ là nhóm A nhé. Ở đây chúng ta không có thông tin về hiệu độ âm điện, không có thông tin về độ âm điện để xét hiệu độ âm điện của nó. Nhưng cái nhìn vào cái vị trí của các nguyên tố trong mạng hệ thống tuần hoàn, ta có thể nói được điều này. Do X thuộc nhóm 1A nên nó là các cái kim loại điển hình như là natri, là kali, là liti đấy, cesi đấy. Duy nhất ở nhóm 1A duy nhất có hydro và không phải kim loại. Nhưng ở đây do nó ở chu kỳ 4 nên chắc chắn nó là kim loại kiềm, với kim loại điển hình. Trong khi đó Y thuộc nhóm 7A. 7A gồm có các cái nguyên tố phi kim điển hình nhé, tức là nhóm gồm những cái phi kim mạnh nhất trong mạng hệ thống tuần hoàn. Một thằng là thuộc nhóm những kim loại mạnh nhất, một thằng thuộc nhóm những phi kim mạnh nhất, tức là một thằng có cái xu hướng nhường electron nổi bật, một thằng có xu hướng nhận electron nổi bật. Vậy khi gặp nhau, chúng sẽ thể hiện cái xu hướng một thằng nhường, một thằng nhận. Thế là thằng nhường mang điện tích trở thành ion dương, thằng nhận thừa electron trở thành ion, và chúng sẽ hút nhau để tạo thành gì? Tạo thành lực, tạo thành liên kết ở dạng ion. Trên đáp án ở đây là liên kết dạng ion chứ không phải liên kết cộng hóa trị, và hiển nhiên không phải là liên kết kim loại hay là liên kết cho nhận. Đến là câu số 2. Để sang câu số 3 này. Cho các phát biểu sau về hợp chất ion, ta lần lượt xét các phát biểu này. Phát biểu thứ nhất là không dẫn điện được khi nóng chảy. À, điều này không phải. Các hợp chất ion khi nóng chảy nó phân ly thành các cái hạt mang điện dương. Ví dụ natri clorua chẳng hạn. Khi nóng chảy nó sẽ phân ly thành ion dương Na cộng và ion Cl trừ. Do sự có mặt của các cái ion mang điện tích này, các ion này trên là nó dẫn điện rất tốt nhé. Vậy một là phát biểu sai, hai dễ hòa tan trong các dung môi hữu cơ. Em nhớ lại nguyên tắc để chọn dung môi khi hòa tan này, những cái chất phân cực thì dễ hòa tan trong dung môi phân cực, những chất không phân cực thì dễ tan trong các dung môi không phân cực. Thế thì liên kết ion là cái dạng phân cực, thế thì nó khó tan trong các cái dung môi hữu cơ, vì đại đa số các dung môi hữu cơ thuộc dạng không phân cực, à, thuộc dạng liên kết cộng hóa trị em nhé. À, vậy hai là sai. Ý ba, có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao. Đây là nhận định đúng đấy bạn, là bởi vì các cái hợp chất liên kết ion thì chúng hút nhau bằng các cái lực tĩnh điện, các lực đó rất mạnh, và do vậy để tách chúng ra khỏi khỏi nhau thì cần phải nhiệt độ rất cao. Và hơn nữa trong các ion ấy thì chúng hình thành các cái dạng này liên kết ở dạng tinh thể ion nhé. Tinh thể ion thì nhắc qua lại ví dụ như được, tức là các ion nó sắp xếp một cách có trật tự, ví dụ trong phân tử, trong tinh thể muối ấy, đây là natri thì đây là Cl trừ, rồi đến Cl trừ, rồi đến natri cộng. Đấy. Chúng hút nhau rồi Cl trừ ở đây này,
hút natri cộng, natri cộng đây hút C là trừ. Đấy, chúng ta thành cái mạng lập phương cứ mở rộng mãi ra ra khỏi không gian, thế ta tạo thành cái mạng vững chắc như vậy thì cần cái năng lượng lớn để cắt đứt chúng ra khỏi nhau, tức là cần nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn so với các cái hợp chất mà không có cái dạng liên kết như thế này. Do vậy mà ba là phát biểu đúng, chứ còn bốn khó tan trong nước và các dung môi phân cực. Không phải nhé, các hợp chất ion thuộc dạng phân cực cho nó dễ tan trong nước vì nước phân cực và các cái dung môi khác cũng phân cực giống như nước. À, như vậy thì ở đây chúng ta chỉ có duy nhất cái ba là phát biểu đúng nên ta chọn phương án A. À, bây giờ tạm nghỉ trong 1 phút thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải các bài tập thuộc chủ đề này.